Mời Trạng ăn gà. Giờ tôi phải lên đường trở về kinh thành rồi. Bác giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn chú đã không quản ngại đường xá xa xôi đến thăm tôi, lại còn quà cáp tốn kém nữa. Hôm nào có dịp tôi sẽ lên kinh thành thăm chú. Mình đúng là chủ quan quá. Mang đi có mấy đồng bạc mà lại còn tiện đường ghé thăm người bà con. Mua cho anh 8 ít quà nên giờ chẳng còn tiền mà về kinh nữa rồi. Không lẽ lại phây anh ấy thì xấu hổ chết đi được. Thôi, đang đói, kiếm quán nào ăn một chút lót dạ rồi tính tiếp nào. Món ăn ở đây cũng hợp khẩu vị đấy chứ. Chủ quán, tính tiền. Ăn xong bữa cơm này, trong người mình giờ chỉ còn có vài xu lẻ. Làm sao về kinh bây giờ? Về đến kinh cũng phải mất 3-4 ngày đường. Làm thế nào bây giờ? Này, nghe nói ấp trưởng lại tăng thuế đấy. Đã đói kém thế này rồi, tôi cũng nghe bảo là tăng lên hẳn 20 quan tiền. Thế này thì chết. Cứ vài 3 tháng lại tăng thuế một lần. Đã giàu lại còn tham nữa chứ. Hắn thích xu nịnh quan trên nên cũng muốn làm thế để lập công ấy mà. Chỉ có dân làng là khổ thôi. Chẳng hay tiên sinh là người ở đâu đến đây mà lại muốn tá túc lại nhà của tôi thế? Ta chỉ là người qua đường đến xin tá túc. Nếu như ấp trưởng không có lòng thì ta xin kiếu. Miếng ngọc đẹp quá, cho hỏi... Ha, chỉ là miếng ngọc tầm thường thôi, quả thật không có gì đáng xem hết. Miếng ngọc rõ đẹp và quý thế kia mà hắn bảo tầm thường, tưởng ta không biết sao? Có được miếng ngọc này chắc hẳn hắn ta cũng không phải hạng qua đường vớ vẩn. Ta cứ thử giữ lại thiết đãi, biết đâu lại có lòng. Nếu không chê thì mời ngài ở lại dùng bữa tối rồi sáng mai hãy lên đường. Như thế có làm phiền ngài và gia đình không? Phiền cái gì chứ, ngài không phải quá câu nệ. Nếu ấp trưởng đã có lòng thì tôi đây xin có dạ. Chẳng hay tiên sinh có công danh chức vụ gì trong triều đình không ạ? Tôi xem tiên sinh cũng không phải người tầm thường. Ấy, tôi chỉ là một người dân qua đường thôi. Chẳng giấu gì tiên sinh, tôi cũng có chút kiến thức về xem ngọc. Miếng ngọc mà tiên sinh đeo, nếu không phải hạng quan to thì làm sao có được chứ? Trừ phi tiên sinh nhặt được ở đâu. Ngài nói gì cơ? Miếng ngọc nào? Thôi, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Mai còn lên đường sớm, ngài cứ từ từ dùng bữa nha. Sao hắn ta có vẻ bối rối khi nhắc tới miếng ngọc đó nhỉ? Phải chăng hắn đích thực đã ăn cắp miếng ngọc, sợ mình phát hiện báo quan chăng? Được, để ta xem ngươi thế nào. Đúng là một đêm ngon giấc, có thể lên đường được rồi. Người muốn chạy ư? Tên tội phạm kia, ngươi đừng hòng ra khỏi đây. Chạy đâu cho thoát, bắt hắn lại giải về kinh để chúa thượng trị tội. Các ngươi làm gì vậy? Bỏ ta ra. Những người quỳ dưới kia là ai? Mau khai báo đi. Bẩm chúa thượng, con là ấp trưởng của thôn Thiên Bình. 3 hôm trước kẻ này có qua tệ xá của con, xin được nghỉ nhờ. Thấy hắn có vẻ gian trá nên con đã bí mật theo dõi và phát hiện ra một âm mưu lớn. Gói này là độc dược của chúa thượng. Gói này là của bà chính cung. Còn đây là của thái tử. Thò gan, kẻ nào mà dám âm mưu đầu độc ta? Mau ngẩng đầu lên ta xem nào. Còn không mau ngẩng đầu lên. Bái kiến chúa thượng. Hả? Là Trạng Quỳnh sao? Người dám to gan đầu độc trẫm sao? Vâng, thần chính là Trạng Quỳnh ạ. Khải chúa, bắt tội thì phải có bằng chứng. Tên này đột nhiên vu cáo thần rồi bắt trói, thần cũng không có cách nào phản kháng ạ. Ngươi còn giảo biện. Chính ta nhìn thấy ngươi lén la lén lút, ghi ghi chép chép rồi giấu thuốc dưới tay áo. Mau mang tới đây. Ngươi hết đừng chối cãi nha. Ta thì lập được công lớn rồi, kiểu gì chúa cũng ban thưởng hậu hĩnh và thăng chức cho ta. Thuốc độc mà ngươi nói đây sao? Ngươi tự mình xem đi. Sao lại thế này? Sao chỉ toàn cơm khô thế này? Còn chữ ghi trên vỏ thuốc đâu? Làm gì có dòng chữ nào? Khải chúa, thế là rõ ạ. Hắn định vu oan cho thần,
hòng lập công lấy lòng chúa đấy ạ. Chứ thần nào dám có ý định phạm thượng. Đúng là Trạng Quỳnh vô tội, nhưng tài giỏi như Trạng Quỳnh mà cũng ăn cả cái thứ phước đi này à. Bẩm, nhà chúa thừa thải mới gọi đó là của phước đi, chứ thần dân bên dưới đâu dám phung phí một hạt. Họ gọi cơm gạo là ngọc thực đấy ạ. Tên ấp trưởng hỗn láo kia, người có biết đây là Trạng Quỳnh, người nổi tiếng thông minh trong thiên hạ không? Khi không dựng chuyện vu cáo quan Trạng, đổ oan cho người tốt, làm kinh động đến ta, phạt người 20 gậy, cách chức ấp trưởng. Xin chúa thượng tha cho con, xin chúa thượng tha cho con. Trạng Quỳnh, ngươi vừa lòng rồi chứ? Ta nghĩ hắn không tự dưng vô cớ mà kiện ngươi đâu. Chúa thượng anh minh, đúng là không nhìn lầm người bao giờ. Thần cũng chỉ muốn dạy cho hắn một bài học, để hắn bớt thói tham lam và nịnh bợ thôi ạ. Thôi, không còn việc có ngươi nữa, ngươi lui về đi. Dạ, tạ chúa thượng, thần xin cáo lui. Vừa được đưa về kinh mà không tốn chút công sức nào, vừa dạy cho tên ấp trưởng kia một bài học, chẳng phải là một công đôi việc sao? Tình bạn của thỏ. La 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 la. A a. Chết rồi, gãy chân rồi. Làm thế nào bây giờ? Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Hình như có người đang kêu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi. Ôi, anh Nhiếm đấy à. Anh làm ơn giúp tôi lên với. Tôi bị ngã xuống đây gãy chân rồi. Được, được. Anh chờ tôi một chút nhé. Ui da, đau quá. Không đi nổi nữa rồi. Đau lắm hả? Để tôi cõng cậu về nhà. Cảm ơn cậu nhé. Ai đấy? Tôi là Nhiếm đây. À, Nhiếm hả? Vào nhà đi, cửa không khóa đâu. Anh đã đỡ đau chưa? Hôm nay tôi mang cho anh ít cà rốt, vì biết anh không ra ngoài được, chắc anh đói lắm phải không? Ôi, cảm ơn anh quá. Đúng lúc đang đói, anh thật là tốt bụng. Có gì đâu, thấy người hoạn nạn nên giúp đỡ nhau ấy mà. Làm bạn với tôi nhé, tôi rất muốn có người bạn tốt như anh. Ừ, tôi cũng rất vui khi có thêm một người bạn. Chúng ta đi hái hoa nào. Lại hái hoa, suốt ngày hái hoa, không có trò gì vui hơn sao? Ôi, trò này có vẻ thú vị hơn là hái hoa. Mình phải ra đó mới được. Ơ kìa, thỏ, cậu đi đâu đấy? Chào bạn Sóc, bạn cho tôi chơi cùng với. Nhưng tôi đâu có quen bạn. Thì bây giờ chúng ta kết bạn với nhau. Bạn thỏ, bạn không đi hái hoa với tôi sao? Thôi, bạn đi một mình đi. Tôi thích chơi bắt bướm với bạn Sóc. Bạn có bộ lông tuyệt đẹp, tôi rất thích. Không xấu xí như những cái gai trên người Nhiếm. Nó cứ chọc vào người tôi, khiến tôi bị đau. Bạn... sao bạn lại nói thế? Tôi đã từng cứu bạn mà. Đấy là chuyện đã qua. Thôi, bạn đi hái hoa một mình đi. Tôi thích ở đây với bạn mới hơn. Mình đi bắt bướm nào. Bắt bướm mãi cũng chán. Có trò gì mới không? Thế bạn muốn chơi trò gì? Mình phải kết bạn với chó con mới được. Biết đâu có trò gì mới vui hơn. Ơ kìa, bạn đi đâu đấy? Chào chó con, mình làm bạn nhé. Hình như cậu đang chơi với Sóc mà. Ui chào, chơi với Sóc chán chết. Suốt ngày chỉ biết bắt bướm. Bạn có trò gì vui, chúng mình cùng chơi đi. Đang bắt bướm vui, sao lại chạy ra đây thế bạn thỏ?
Suốt ngày bắt bướm, bạn bắt bướm một mình đi. Tôi mới có người bạn mới là bạn chó đây rồi. Tôi... Cái gì? Bạn thật là... Trước đây, bạn bỏ nhiếm, quên ơn bạn ấy đã cứu mạng, chê bạn ấy xấu xí, người đầy gai để làm bạn với tôi. Bây giờ bạn lại chê bai tôi, bỏ tôi để được làm bạn với chó. Tôi cũng không cần người bạn như thỏ nữa. Sao? Ai mà cần làm bạn với cậu nữa chứ? Tinh vi. Mình đi chơi thôi chó con. Xin lỗi, tôi không muốn làm bạn với một người không biết quý trọng tình bạn như cậu. Sớm muộn gì, cậu cũng bỏ tôi để kết bạn với một người mới thôi. Tôi khuyên cậu nên nghĩ lại, nếu không thì cả đời này sẽ không ai chơi với cậu đâu. Ơ kìa, sao lại thế? Nên nghĩ lại đi, nếu không cả đời này sẽ không ai chơi với cậu đâu. Hoa tươi và quả ngọt. Ôi, bầu trời mùa xuân mới thanh tú làm sao. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Con người ta đẹp nhất chỉ có tuổi trẻ, tuổi thanh xuân mà thôi. Chứ đến cái độ già nua như thế kia thì chẳng còn ra sao nữa. Dáng vẻ thì xấu xí, điệu bộ thì chậm chạp, khó coi. Mình không thích thấy những người già, bởi thấy họ là lại ám ảnh đến một ngày mình cũng già nua như thế. Ôi, đến ngày ấy thật là khủng khiếp. Sao mà chán thế? Giá mà mình được sống ở một vương quốc chỉ có những người trẻ trung mà thôi. Tuổi ấy tập thể dục thì có ích gì, cơ thể còn đường nét gì đâu mà tập với luyện. Mà cái anh này sao đi đâu mà lâu thế? Bắt mình chờ đã gần nửa tiếng rồi. Già ngồi đây không phiền cháu chứ? Vâng, bà cứ ngồi đi ạ. Cháu cũng sắp về rồi. Cháu muốn ăn táo không? Cháu có bó hồng vàng đẹp quá. Dạ không, cảm ơn bà. Đây là bó hoa bạn cháu vừa tặng. Mình xinh như thế này thì bà chẳng khen, lại đi khen bó hoa chứ. Đúng là người già. Cháu có vẻ đang thắc mắc về chuyện gì đó. Cháu chỉ đang liên tưởng tới một điều mà nói ra chứ sợ bà phật ý thôi. Thì cháu cứ nói đi, có sao nói vậy, bà rất thích những người thật thà mà. Những người trẻ tuổi chúng cháu giống như những bông hoa rực rỡ này vậy, tràn đầy sức sống. Còn những người già thì chẳng khác nào những chiếc lá mùa thu, héo úa theo năm tháng, rụng rời theo những cơn gió. Nghĩ đến tuổi già thôi thì thật chán, chả còn thiết tha gì. Cháu nói cũng đúng, nhưng bà thì cho rằng người già có cái quý của người già. Họ giống như quả chín ngon ngọt này vậy. Bông hoa thể hiện sự sống của mình ở những cánh hoa tươi đẹp. Còn quả ngọt lại lăn động những giá trị của nó sau lớp vỏ trưởng thành cháu ạ. Bà ví người già như quả ngọt, nhưng nếu không có hoa tươi thì làm sao kết thành quả ngọt được chứ? Đúng vậy, tất cả quả ngọt đều từng là hoa tươi. Nhưng... không phải tất cả hoa tươi đều có thể trở thành quả ngọt đâu cháu ạ. Dạ vâng. Quy luật của đời người sao mà tránh khỏi hả cháu? Thay vì sợ tuổi già đến sớm, người ta nên sống sao để không phải nuối tiếc những ngày tháng tươi đẹp của đời người. Dù là trẻ hay là già, dù là bắt đầu hay kết thúc, thì đều là vẻ đẹp cuộc sống ban tặng. Người già giống như mặt trời lúc hoàng hôn, tạo nên ráng chiều rực rỡ và huyền ảo. Mà không có hoàng hôn á, thì bình minh cũng sẽ không bao giờ đến được.
Đây, bà tặng cho cháu đó, cô gái trẻ. Hoa tươi và quả ngọt. Những lời bà lão nói thật là sâu sắc. Bấy lâu mình chỉ suy nghĩ nông cạn, thật là phiến diện quá. Cô bé và ông lão. Hùng, Lan ơi, dậy đi học thôi các con, muộn mất rồi. Con không dậy đâu, con buồn ngủ lắm. Thôi nào, con gái yêu của ba, hai anh em dậy còn ăn sáng cơ mà. Chúng con chào ba ạ. Đây là tiền công tháng này của anh đã làm việc thật chăm chỉ nên tôi thưởng thêm cho anh. Cảm ơn ông chủ. Ba đã về. Xem hôm nay ba có quà gì cho hai con này. Ba mua quần áo mới nè. Bộ này của Hùng nha, còn cái váy đỏ này là của em Lan này. Ngày xưa Có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ. Vì vậy mọi người gọi cô bé là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm em à, em có biết giờ này anh đang rất nhớ em hay không? Anh vừa làm cha vừa làm mẹ, anh thấy khó quá. Hy vọng sau này hai con lớn lên đều ngoan ngoãn và trở thành người có ích. Anh xem đi, ba anh đã chẳng giúp được gì, suốt ngày lại ốm đau. Em chăm hai đứa nhỏ cũng đủ mệt lắm rồi, không còn sức để chăm ba của anh đâu. Anh biết, em cố gắng thời gian nữa đi. Hết tháng này anh bảo ba sang nhà cô Lan một thời gian. Ôi trời, lại thế nữa rồi. Tốt nhất á, anh gửi ba anh đến trại dưỡng lão đi, chứ sang vài ngày lại mò về, em không chịu đựng được nữa đâu. Ba ơi, ba thông cảm cho con, chồng con hay uống rượu, về đến nhà là đập phá hết đồ đạc, trong nhà bây giờ cũng không còn gì, con còn phải nuôi hai đứa trẻ nữa. Con thấy anh con và chị dâu nói cũng đúng đấy, ba nên đến trại dưỡng lão. Ở đó cũng có nhiều người già như ba làm bạn, còn vui hơn ở nhà mà ba. Ông ơi, sao tối muộn rồi mà ông lại ở đây một mình à? Ông đi dạo, mệt quá nên ngồi đây nghỉ một lát. Nhà ông có gần ở đây không? Cách đây một con đường. Nhà ấy chắc hẳn là rất đông người. Có ông nè, có bà, có ba, có mẹ, có các cháu. Chắc là vui lắm ông nhỉ? Thế tốt rồi. Thế cháu ra đây, nhà cháu ở đâu? Dạ, nhà cháu Kia ạ. Cháu ngoan, trên tay cháu có gì vậy? Những ngôi sao này là do cháu tự gấp. Mỗi ngôi sao đều mang một điều ước may mắn đấy ông ạ. Cháu cho ông một ngôi sao nè, ông hãy ước những điều hạnh phúc ông nha. Cảm ơn cháu vì món quà rất ý nghĩa này. Đây là món quà đầu tiên trong đời ông nhận được. Vậy ước mơ lớn nhất của cháu là gì? Ước mơ lớn nhất của cháu và các bạn là có một mái ấm gia đình, được gọi hai tiếng cha, mẹ thiêng liêng và chúng cháu chưa bao giờ được gọi, được âu yếm, vỗ về, được cảm nhận sự yêu thương ngọt ngào ạ. Cháu là một đứa trẻ ngoan, cháu có muốn ta làm ông của cháu không? Thật vậy sao ạ? Tuyệt vời quá, từ nay cháu đã có một người ông rồi. Điều ước của cháu đã thành sự thật, cháu yêu ông nhất trên đời luôn. Mình có ông rồi các bạn ơi, mình có ông thật rồi. Ông ơi, ông kể cho cháu nghe chuyện cô bé quàng khăn đỏ đi. Được rồi, ông biết rất nhiều chuyện cổ tích, ông sẽ kể cho cháu nghe. Ngày xưa,
có một cô bé thường hay quạt chiếc khăn màu đỏ. Vì vậy, mọi người gọi cô là mọi người gọi cô là cô bé quạt khăn đỏ. Một hôm. Sức mạnh của hổ. Cái gì thế? Con khỉ láo té kia, sao dám ném quả xuống đầu ta? Có biết ta là ai không hả? À, chỉ là chẳng may bị rơi thôi mà. Tôi không cố ý đâu, xin lỗi nhé. Chẳng may là thế nào? Rõ ràng là nhìn thấy ta mà không chào. Thái độ bất kính thế, có nghĩa là ngươi cố ý ném ta. Hỡi muôn loài, sức mạnh của ta là vô địch. Trên đời này không có kẻ nào có thể đỏ sức cùng ta. Ngay cả voi khi gặp ta cũng phải cúp đuôi chạy. Trời sinh ta là dũng sĩ, là vô địch, vô biên. Chỉ có thiên hạ kính nhờ ta, chứ ta làm gì phải cầu cảnh nhờ vả ai bao giờ. Chỉ là vết thương nhỏ, có là gì so với mình. Hả? Ừ, cái gì thế? Đau quá! Sao lại đau hơn lúc trước là sao? Lũ kiên khốn kiếp, dám cắn ta sao? Có ai không? Cứu ta với! Chàng dũng sĩ có sức mạnh vô địch kia, sức mạnh mà anh vừa khoe khoang đâu mất rồi, mà để cho lũ kiến nhỏ hành hạ đến phát điên phát dại thế kia. Anh vừa gầm lên rằng chẳng có con vật nào có thể đỏ sức cùng anh cơ mà. Tôi lại anh, tôi biết mình cao ngạo và lố bệnh rồi. Xin anh làm ơn làm phúc phủi kiến ra khỏi vết thương hộ tôi. Ơn này suốt đời tôi sẽ không quên. Xin anh đấy. Tưởng anh không phải cầu cạnh ai, hãy cúi lại van xin những con kiến bé nhỏ ấy đi, chúng sẽ tha cho. Hãy nhớ, đừng bao giờ cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.